tôi lấy cho ông cái giấy này, ông ăn ngon lắm ông Thẩm. Đây, mời tất cả bạn cùng ăn con mắm trống nha. Nè ông Thẩm, chấm chấm chấm. Trời ơi, giấy ông Thư nào cái đầu với ông Thư giấy rồi. Ông Thẩm, giấy ông Thẩm. Thôi. Giấy nhỏ với ông anh. Giấy nhỏ ông Thẩm. Ừ, phải ông đã mặt mày mặt mày đã. Ui, nó ngon má ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Hello bạn nha. Hello bạn nha. À, lần trước anh em mình có ăn giấy mít chấm với muối ớt. Cái gì? Giấy mít. Giấy mít. Giấy mít. Giấy mít non. Giấy mít. Giấy mới chịu à. Thiệt mà. Ở đây tôi kêu bằng giấy mít. Ở Việt Nam mình có gì từ phong phú ha. Không đâu, không, cái đó là từ nghĩa, từ đó giờ người ta dùng là giấy mít chứ không có ai trái mít. Bởi vì cái giấy mít đó là một cái bông mít đực, cái tinh túy, cái bông mít đực nên nó không có ra trái, người ta giống như mà nhà cái mình giá không địa. Là anh em có làm trái mít chấm muối ớt á, các bạn có comment yêu cầu, cái lượng comment nó cũng rất là lượng thích rất là cao, rất là nhiều yêu cầu anh em mình là ăn trái mít chấm với mắm sống, nên hôm nay anh em mình có mua mắm sống về và anh em mình sẽ làm một chén mắm sống thật ngon để anh em mình ra ăn trái mít, thực hiện theo những cái lời đề nghị của tất cả các bạn trên kênh nha. Đây là mắm sống nha bạn, mắm cá linh đó, vô chén. Cắt tao cạo lông dài lỗ tai này. Lần trước anh em mình ăn với muối ớt thì lần này anh em mình sẽ ăn với mắm sống theo lời đề nghị của tất cả các bạn nha. Đây là ớt và tỏi, anh em bầm nhuyễn nha các bạn. Giờ anh em mình vô luôn nha. Trời ơi, oh my god. Trời ơi. Hạnh này. Ôi nghe cái mùi nó cũng nặc chứ hả? Đây, anh em cho thêm vô muối bột ngọt nha các bạn. Hạnh nha, sạch nha. Đừng nghe cho thơm. Trời ơi, nhìn một cái là chảy cái nước lần trước anh em mình ăn nha, ăn với muối ớt là ngon chảy kè rồi đó, chi lần này ăn với cái mắm sống này nữa, có mấy cọng rong trên đầu không nữa đó, vô miếng đường các bạn thấy thèm mà. Thơm không cameraman? Quá thơm. Thơm. Giờ mình sẽ cho vô đây là hạnh nha bạn. Ở mắm nè, nước cốt hạnh. Hết, bữa nay hình như con mắm nó bự hơn mắm trước á. Đúng là linh mà. Ủa sao nãy mình không mua mắm cá sấu rồi ta? Cá sấu có mắm luôn hả? Có mà. Có mắm thịt ngừ nữa. Có mắm không xàm nữa. Mắm thịt ngừ không? Rồi có chén mắm nhìn bắt cơm hiện tại này, có chén cơm nguội mà để vô một cái thì thứ nào chịu nổi. Nặng hột hạnh hay không? Hồi nào ăn vô hột hạnh đắng ghé tiền á. Cộng thêm cái kiếm sát thần nữa không? Thần nữa. Thứ gì chịu nổi. Đây bây giờ anh em mình sẽ trộn cái chén mắm lên cho ngon lành. Để anh em mình ra vườn mít của ba mình kiếm những cái trái mít để anh em mình thưởng thức với cái dĩa mắm sống này nha bạn. Giấu cái gì hả? Dấu vào hả? Tội không, mít chiến không hồn đó. Giấy mít đâu? Giấy mít đâu có trái đâu. Trái, nó chỉ lên một thời gian. Giấy mít chỉ là một giấy mít thôi. Thúi à? Ừ. Lột bỏ. Giấy mít nó chỉ là một giấy mít hả? Giấy mít chỉ là một giấy mít thôi. Rồi các bạn đợi anh em trong giá, anh em quậy chén mắm lên rồi sẽ dẫn tất cả các bạn tham quan vườn mít của ba mình và ăn những cái trái giấy mít của anh em mình nha bạn. Em mình sẽ dẫn tất cả các bạn cùng đi ăn trái mít nha bạn. Ăn trái mít chỗ luôn nè. Trời ơi! Trái mít đâu bự dữ hả? Trời ơi, trái mít nó bự. Ông quá. Cái này mà nào hổm mình ăn trái mít, cái kia nó nhỏ các bạn. Bây giờ mà ăn cái trái giấy này ha, ông Nam Bù Lo ông già không giấy khoảng đầu thua chứ thôi chứ. Cái này là cái trái mít non, mít chín mà ông á. Ông chừa lại đó, mình không có giấy được nha bạn. Cái mít này là không giấy được. Trời ơi, bái trái mít bự giờ ông anh. Nè. Nè. Ở đây cái này mới là giấy nè. Còn cái trái này là cái trái mít non nha bạn. Cái này là này cũng trái mít non nè. Mít chín của ba mình để lại, mình không có giấy được. Mình giấy nó là ông mời từ bên vừa ớt bay qua ông giấy mình liền. Ông dùng kính công hả? Kính công á, mình đi về sao để mình giấy gì. Sao quá. Chấm mày, lại chấm mày. Thôi bỏ đi. Đừng đụng nó. Cái đó trái mít chín ổng. Ổng hỏi là ổng sống còn mày á. Đừng lên đó. Ăn nữa. Ăn nữa mà đây bao la. Thôi. Sao mấy cái nào vậy? Bữa nay hết giấy rồi. Hết giấy rồi. Còn đây ba giấy nữa. Trời. Ba trái giấy mít nữa. Ba giấy trà bá lửa luôn à. Cái này là mít non nha bạn, không phải là giấy. Cái này là mít non của ba mình mới ra. Nó quen cầm. Cái này là cái mít non. Ơi, đánh giá nè. Cái đó này là giấy nè. Chấm em cầm. Đây. Tao chấm trước luôn hả? Lần nào tao cũng khởi động khu tay của chân trước chân cha. Sao trời? Cái đụ gì vậy? Sao? Hả? Tôi hái được ba trái làm sao? Rồi mày hái mày ăn đi. Thằng nào hái đi ăn hả? Rồi quết lên, chấm đi rồi quết lên. Bây giờ mình sẽ mời tất cả bạn cùng ăn cái trái giấy mít ở trên cây vừa hái xuống nha bạn, thử coi mùi gì đi ra sao nha. Đây, để cùng mắm sống lên trên cái trái giấy mít nè. Đây, xin mời tất cả bạn cùng thưởng thức giấy mít hái tại cây, xong rồi xuống tươi xanh như nồi canh và lụm với mắm sống này nha bạn. Mời tất cả bạn nha. Đây là cái clip anh em thực hiện theo mọi lời đề nghị của tất cả các bạn ở trên kênh nè. Đây, mời tất cả bạn nha. Để đi. Được. Ngon quá à. Ngon muối ớt nhiều luôn. Dạ hả? Nó ít chát hơn mà nó có chị ngon, chị thơm hơn. Khoái ăn ở trên cây hả?
ngon hơn nhiều. Cạp trên cây đúng không? Để tôi chơi cái thôi. Tôi chơi trái mượn vậy. Ăn cái gì đẹp gái vậy? Ừ. 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 Ngon nhiều lắm luôn. Không còn gì chát luôn. Dạ hả? Ừ. Cá bự với ta. Ừ. Hả? Trời trời, cái món mà giấy mít trong đống này ngon lắm nè. Chớp bà vua quên bỏ bạn à. Ừ, trời. Nhảy ra mà đi. Nhớ rồi. Đây mà cho cua đen cái đi. Cua luôn hả? Mày khoái ăn trên cây hả? Mà chưa biết nó ngon như nào đâu. Chấm 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 chấm. Nó không còn chát giống như bạn vua ớt hổm. Vậy hả? Ừ. Ngon lắm mà nó ngọt. Nó ngọt con mắm nè, nó thơm. Mà nó có dự gì chát nhẹ à. Mà nó bùi bùi. Ngon lắm. Đủ. Ồ. Mày chỉ món ngon bởi vì hôm nay mình đâu biết. Biết đâu biết đâu mới ăn được rồi. Mời bạn nha. Ngon này chứ cái này cái cây lên đầu quá. Thấy không? Ừ, không chát luôn. Ngon á. Ừ. Đây, thì nó hái trái bự cho bá rồi bạn. Quẹ nó hay. Ừ. Giá gì đẹp gái vậy? Ngon thiệt trời. Ngon mà. Đây giờ mình làm theo cái giá mít nhỏ nè, tại lẽ nó hái rồi không ăn thì không được nha bạn. Đây, mời tất cả bạn nha. Mặn á. Ngon. Cái vị chát của cái mít, giá mít đó, mất tiêu trời rồi. Chỉ còn cái mùi thơm của mắm thôi, chứ cái mùi bùi bùi. Rồi, trùng lâu ăn lắm. Cái gì bùi bùi của trái mít. Ngon quá. Dạ dạ tất cả. Ê cái giấm trái ra luôn. Trời ơi cái trái tôi khủng đồ mà. Cô lại thấy. Cái ông cầm. Ủa cái trái mít đâu? Ủa trái mít đâu rồi? Cái này giá này lên đầu á. Trời ơi cái trái mít tính hái hái ở trong năm quýnh mình dễ mạt quá. Thôi đi tiếp tục ra ngoài nha bạn. Ủa. Đây 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 đây. Quá trời ơi đừng hái từ từ hái. Bây giờ mình bỏ vô họng mới ngon cầm. Cạp trên cây luôn. Cạp đi. Tới mày cạp tao ăn hai trái mà. Dạ hả? Hai trái rồi nè. Nè hai cái trái cho bả luôn nè. Quá. Nó cầm cây luôn bạn ơi. Cái giấy này mới ngon nè, cô lẹ. Ui ui. Giấy này nó bị ung thư giấy. Nó bị viêm cổ vậy sao? Nó bị ung thư giấy. Viêm cổ tới con. Trời ơi, cái giấy đẹp gái vậy. Giấy gì không có miếng lông lá nữa. Hả mối dạ. Rồi, rớt nè. Ôi ông nói nghe ông đâu có xịt thuốc không trời. Không, vô mít này đâu có xịt thuốc. Mấy trái chiến đâu có xịt thuốc. Anh chơi lớn vậy nè. Chào mấy mời bạn nha. Ôi, mày mày giấy giấy này đi, gọi con lẹ giấy này. Ừ. Chạm miếng nước, chạm miếng nước. Trời ơi, chơi lớn vậy anh em. Ồ. Cạp 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 luôn nước. Cạp cạp mở bạn nha. Trời ơi, chơi lớn vậy trời. Trời ơi, con vậy. Tên lẹ anh lẹ giấy không tao giấy à? Tôi còn trái nè. Giờ tao giấy nha. Ok. Mày tao giấy. Rồi tôi với ông cùng giấy luôn nè. Dạ. Tôi còn trái nè. Giờ tao giấy trước. Đây. Cô đen nó mới giấy vậy bạn. Tới mình giấy giấy này luôn. Đó. Ngon quá. Hôm nay mình ăn muối ớt nó chắc ngậm à. Bữa nay anh em mình ăn với mắm sống nó phê hơn nhiều, nó kịch hơn nhiều. Nó quá chắc luôn á. Vịt lá trên tim sâu. Đây. Hả? Cắp. Cắp đi. Xin mời tất cả bạn cùng giấy mít với mình nha. Ui ui. Ui nó ngon má ơi. Ngon. Ngon. Trái còn dai luôn. Nó không ăn vậy. Ngon. Đang ngon á lụi hả? Đã. Ngon tới cô lại đi kiếm cái. Té chứ xong rồi vẫn còn ngon á. Nè. Vậy hả? Quá đã. Bận quá trời bự vậy. Đây. Vẫn chứ xong mà vẫn còn ngon rồi. Mình xin mời tất cả các bạn nha. À. Nó ăn tiếp lại. Tôi chẳng xong mà cái vị ngon vẫn còn luôn. Tại 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 gặp cái cọng nước trong mắm nhà nước. Tại có miếng nước có vịt á. Nước thuốc con nằm nữa. Vậy ngon đó. Thôi đi lại dài dài lần mấy cây đây nha bạn. Mình bị hắc thủ nó chờ mình cái lỏng mương chà mẹt nha. Giờ đây tiếp tục mấy trái giấy mít vào đây nha. Cái này có mấy giấy này nha bạn. Tại vì hổm giấy nhiều lắm. Mà hổm anh em mình chưa có biết các bạn comment cái giấy mít ăn ngon như thế nào. Nên anh em mình chưa có ăn. Hôm nay anh em mình quyết định ăn. Ra ba mình cắt ba cái nhánh này cho. Ông cắt giấy hết rồi không? Ông cắt giấy hết. Hết giấy. Vậy là hết giấy hả? Còn ít giấy rồi. Còn giờ còn có cây không à? Cái hai giấy đây nè. Hai giấy thứ già không nè. Đây nè, cái giấy này nó quíu nè. Hai giấy nè. Giấy đi. Đây tao cầm cho giấy phải không? Giấy đây ông giấy đi. Tao giấy mới giấy xuống sông rồi nè. Giấy ơi. Trời ơi rớt rồi. Để tôi giấy cho. Nè giấy đi cho. Tao mới giấy xuống mua cái đụng rồi đó. Thôi tôi ăn cái giấy nhỏ à. Ồ, giấy nhỏ mà ngon lành gì không anh? Phải giá bự. Anh phải ăn phải ăn giấy này mới ngon nè. Trời ơi trời, giấy bự với con mắm bự nè hả? Rồi mưa luôn mà. Tại mưa mà ăn giấy sợ vậy? Lát họ ba thằng giấy lên trời luôn. Ngon. Giấy luôn á. Trời mưa đang ăn giấy dưới gốc cây. Đây là những cái món ăn của tuổi thơ của anh em mình ngày xưa nha bạn. Hả? Ông chợ ông tướng tướng ma. Nó bị cây. Ma cái đẹp gái vậy, cái mặt giống ma hả? Giấy luôn. Đẹp bôi vậy đây. Đủ đẹp bôi mới chịu à. Mời các bạn nha bạn. Hình giấy lớn vậy anh đen. Trời ơi, sao mày ăn hết mà chưa lên miếng này chi vậy? Ủa? Giá hiếm mà trời. Giá hiếm mà nó ăn chưa lên miếng. Chưa luôn. Không hả?
Đây mời các bạn nha. Vì tôi chơi giấy này chưa lấy miếng cơ. Mày hái xuống cho lẹ anh giá nữa. Trời ơi tuyệt vời quá. Không trái này hơi chắc không? Bự bự quá hơi chắc mà. Đó. Nếu có gì chắc chắc nhẹ mà anh không bằng mua ớt quá hả, mình tăng cái gì chắc lắm luôn. Bữa nay đỡ. Mình xin mời tất cả các bạn nha. Wow. Đủ. Một cây chỉ có 1-2 giá hả? Mà anh em mình ăn từ đầu ngoài dài tới đây. Ăn dài lên kia bạn, còn cái vườn này còn nhiều giá lắm. Anh em mình sẽ dẫn tất cả bạn lại lên kia ăn cái giá đó nha. Đây, mình sẽ lật cái giá chứ dài lại cho bạn xem nha. Lật cái giá này nè. Giá này cái trái mít non. Này nè. Đây là cái trái mít non là nó như hình thụ như vậy nha bạn. Còn cái giá mít là nó sẽ như vậy. Này này là cái trái mít hả? Không, cái này cái giá. Còn cái này cái trái nè. Hai cái khác nhau. Mình sẽ hái cái giá này để mình xỉ găng nha bạn. Cái giá nó bự ghé tiền á. Nè, cái này giá nè. Này giá nè. Thôi vậy là cái này kêu bằng giá bọng nè. Cái bọng. Con giá này không bọng nè. Cái này cái trái, cái non nội, cái này mà giá một cái không đem khoảng giờ không giá mà tao biết. Giỡn năng ơi. Giá nó chơi bịch nó, giá giùm cái rồi. Thôi ông cự chết. Nè, mày giá nhỏ, tao giá bự. Ông giá bự luôn hả? Tôi giá vừa vừa nè. Trời ơi, này đâu lựa luôn, mấy cái trái gì mini mini không trời. Nè mày ăn giá này nè. Miếng ngon. Phơi lắm. Đây. Giờ sẽ đắp con mắm sống, cái bịch chế thêm miếng nước mắm nữa nha bạn. Đó. Trời bự chưa? Bự lắm ngon. Đang thèm. Đây. Xin mời tất cả các bạn cùng ăn giấy mít chấm mắm sống với mình nha. Vô vô bạn ơi. Chạy thấy không sao. Ừ giòn. Mở bạn các bạn. Giấy mít ăn giòn lắm luôn. Mời tất cả các bạn nha. Ngon cái trời. Có ai hồn nữa. Thử nào chị nổi trời. Cái dĩa mắm mau vê vậy. Mới này còn hết trời. Đây, đắp đây nè bạn. Thôi mày lỡ mày ăn luôn đi chứ hả? Thôi đừng cứ. Mày xin mày đấy. Không giết chết thiệt đấy. Anh Năm là... Mít này mít lần đầu tiên ra trái các bạn. Là cái mít chiến á. Lần đầu tiên ra luôn. Là ba mình để lại một cây. Chỉ là một trái. Tới hai trái thôi. Để ông chừa lại con trái nè. Mà mình giái cái này luôn. Cái là ông giái mày luôn. Từ nào cũng giái cho. Đây, xin mời tất cả bạn nha. Trái bự là nó hơi giá à chắc. Không chắc luôn. Không chắc luôn. Ừ. Vậy trái này nhỏ trái nữa rồi. Ngon lắm. Ủa giòn. Hết hả? Sao tôi ăn hết lẹo hả? Mày mẹ ăn giái quá mà. Nhìn giái mày lắm. Ghê hả? Ghê hả? Giái mà. Không, nên xét lên. Cô đang phá giái. Ăn cho mấy trái giái kia nó bự. Vô nha bạn. Trời ơi mưa luôn rồi hồng dữ hả? Còn mắm sống nè bạn. Nhiều bạn không biết ăn cái nó hay ghê. Thôi cầm đi, tôi lấy cho ông cái giấy này, ông ăn ngon lắm ông Trầm. Đây, mời tất cả bạn cùng ăn con mắm trống nha. Nè ông Trầm, chấm. Trời ơi, giấy ông Thương nổi đầu ra, ông hư giấy rồi. Ông Trầm, giấy ông Trầm. Thôi. Giấy nhỏ với ông anh. Giấy này phải đả ông Trầm. Thử. Thấy không, đả không, mặt mày đả. Trời ơi. Mình hãy giấy vô trận đi chứ. Ok, đi. Ok. Gây bắt đầu quay đầu. Gây. Từ từ trước. Đúng rồi. Hết trơn rồi anh em mình vườn nguyên một vườn luôn đó. Quý quý quý. Cái đủ non nổi với mít xí thèm mà. Ăn hồi lỡ cái mỏ trời tao quay luôn. Áo vườn cái đỡ bị nè. Đỡ lộ hàng cái nhà bạn. Nãy giờ cũng đẻ xô bệnh sọng hai lần. Cầm cái đầu trùm. Thế mày tại tao mới giấy xong mới lậu lên nó giấy cái thèm mà. Ăn ngon mà tao không chịu ăn trời. Ủa, ngon nhưng mà nó ít nó hiếm nên hàng ăn một ít để biết cái mùi vị của nó không. Chứ vườn mít của tao ăn hàng ngày rồi, tại cái tuổi thơ tao phải đi qua cái giấy mít này rồi. Lúc nào cũng vậy chơi. Để tôi đi kiếm mới được. Tao nửa giấy mày nửa giấy ha. Đây, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái giấy mít bự này nữa nha bạn. Xin mời tất cả các bạn nha. Mày ăn là thằng kia. Không. Giờ mình giấy mít này các bạn. Hết trơn bạn, nguyên vườn là mình lục hết trơn luôn, còn được có mấy giấy đó. Còn ba mình cắt hết trơn rồi. Nó mấy nhánh nhỏ nhỏ cắt trơn ba giấy mít nằm xuống. Gì? Tôi còn hai trái nè. Hai giấy mày ăn chắc ké luôn á. Hai giấy mày ăn chắc đúng luôn á. Ăn đây. Xong rồi nó giá xong rồi. Xin mời hai nha. Thôi mình thèm giấy quá chắc mình đèn cụ đèn xuống mình ăn giấy mít luôn. Đây xin mời bạn nha. Đây còn tới 8 trái rồi đó. Ông ăn là con ghệ của nó đi tấn cái gì tới nhà ông. Tới nhà ông nó kiếm ông á. Thiệt hả? Chưa ghệ. Lúc đó nó hết giấy được rồi. Hết trái rồi. Ừ. Trời ơi, dĩ mắm cua quen trời. Hao dữ hả? Ừ, hết rồi, uổng quá vậy. Vô bạn. Sao hết gì vậy, sư huynh? Nào mà chân mắm bự là giấy nè. Sư huynh sợ hết lẹ gì sư huynh. Ăn trái luôn hả? Con này của trái dơ thì dễ nữa nè. À, chị lớn vậy anh đẹp. Trời luôn, trời luôn, chết lên luôn. Ở này không có cái, chơi cho miếng nước đi. Để chết lên, cho nằm dài lên. Ồ. Chứ biết nằm yên. Mời bạn nha. Đủ. Mưa lắm bạn. Mưa luôn.
mưa lớn luôn mà anh em mà vẫn còn giấy mít ngoài dài ngoài cây hồi nó ống giấy mình luôn không trời ống giấy thiệt quá cầm mấy mở xong rồi đã. Thôi nói chung thì hôm nay anh em mình thực hiện cái clip này lại một lần thứ hai ok đó vậy hả để đáp ứng theo mọi cái lời đề nghị của tất cả bạn là yêu cầu anh em mình ăn cái giấy mít non chấm mắm sống. Hôm nay anh em mình đã thực hiện rồi thì nói chung anh em mình đã quằn hết trơn cái vườn mít của ba mình luôn chỉ được có vài cái giấy mít thôi để anh em mình có nhiều thì anh em ăn nhiều có ít thì anh em ăn ít đá nhiều lấy đồ lòng mà mới đầu quý lòng đứng vậy nè quẹt cái quẹt cái quẹt mũi quẹt mũi mũi không ông năm ra tới kìa ông năm ra tới kìa trời ơi giữ cái cá ông bảo gì đẹp đấy vậy không, nói chung hôm nay thì anh em mình thực hiện cái clip này theo mọi sự đề nghị của tất cả các bạn. Thôi anh em mình sẽ ngừng clip giấy mít tại đây. Tại vì vườn mít của anh em mình hết rồi, cũng không còn cái giá nào không ăn nữa hết. Hết trơn luôn đó. Thôi, nếu tất cả các bạn có thích những cái clip ăn giấy mít như thế này thì các bạn hãy nhấn like và chia sẻ và bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho anh em mình. Anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Còn bây giờ anh em mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.